4 giờ sáng ngày 27 tháng 6, một quả đồi đá ập xuống san bằng gần 30 ngôi nhà tại bản Tráng Tùng, xã Tân Hảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên được cảnh báo trước, người dân đã di rời đến nơi an toàn, còn lại toàn bộ tài sản và nhà cửa đã bị đất đá vùi lấp. Cơ ngơi, sản nghiệp của 28 hộ dân phút chốc tàn hoang. Nhà cửa, vật nuôi đã bị vùi trong bùn đất. Lương thực của cải tích cóp giờ cũng không còn. Trên những vạt đất đỏ vẫn còn nhìn thấy những vật dụng hàng ngày, những bao lúa, bao ngô lẫn bên các mái nhà vỡ nát. Nhìn thấy đồ dùng, vật dụng nhưng không ai dám vào thu nhặt bởi khu vực này vẫn đang còn sạt lở tiếp. Đêm qua, nếu không có sự cảnh báo kịp thời của anh Giàng A Hánh thì sáng nay không biết số phận của 28 hộ dân với 126 nhân khẩu sẽ như thế nào. Hôm qua thì mình đi tìm thì nó có cái rãnh nó sạt đến ba ngón tay to như thế này, có sông quân cản bản luôn. Thế thì mình đi kiểm tra, cả rủ mấy thanh niên mình đi kiểm tra thì mình báo động cản bản ấy, thì thôi mình cản bản ấy, bà con thì mình cứ tránh xa chuồng đồ để tránh xa cho chỗ khác nó mình ở. Thế thì tận 5 giờ, 12 giờ đó, thế thì mình lại chuyển một số quần áo cha mình xa bên này, này bên này đưa ngủ mặc. Thế là mình bản đấy là còn thóc, xe máy, cả máy các loại, máy tốt là máy bơi và gà vịt nhà, thế thì xả hết lấy hết. Thế thì là bà con bây giờ là chỉ người khóc. Thế thì bà già như thế này có 76 tuổi nhưng không thấy một lần như thế này, năm nay chả biết cái gì, chỉ có là 7 giờ là mình ngủ đi, mình dậy rồi 7 giờ là nó như thế này đi để mà vẫn khổ. Cái tình nhân là đi làm hết, các em bà già ở nhà cái gì cũng không lấy được đi, toàn đi hết sạch, cứ không có ai lượm gà đi hết. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Tà Ngảo và huyện Sìn Hồ cùng các lực lượng cứu trợ đã có mặt. Bước đầu, mỗi gia đình nơi đây được nhận hỗ trợ 3 triệu đồng và nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo lương thực, thực phẩm hàng ngày. Huyện và xã cũng đang tìm giải pháp hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống. Trước mắt để chúng tôi hỗ trợ cho người dân là mỗi một hộ là 3 triệu đồng. Để con là người dân con là khắc phục tạm thời để con là ổn định cuộc sống, và đồng thời là các nhu yếu phẩm như là mì tôm, nước uống, lương khô và các một số nhu yếu phẩm khác để người dân ổn định cuộc sống. Thế là ngay trong ngày hôm nay thì chúng tôi đã thống kê những cái thiệt hại của người dân để con là có những cái giải pháp để con là cứu trợ và ổn định cuộc sống cho người dân trong thời gian tới. Sau nhiều ngày mưa lớn kéo dài, đất trong các khe đá và đồi đã ngập đủ nước nên rất dễ xảy ra sạt trượt và lở đất. Nhờ có tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của phó trưởng bản Giàng A Hánh mà 162 sinh mạng ở bản Sáng Tùng đã được cứu sống khỏi một thảm họa sạt lở đất kinh hoàng. Thiên tai những ngày qua trên khu vực miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại nặng nề nhất cho huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, khiến 11 người chết, 6 người bị mất tích và 5 người bị thương. Các lực lượng tại chỗ cần đề cao cảnh giác để hạn chế thấp nhất khả năng thương vong trong thiên tai.